nhằm giúp cho người dân thoát nghèo bền vững. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách hỗ trợ trên 2.200 người dân đi xuất khẩu lao động ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Trung Đông, Malaysia. Thu nhập của lao động đi làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định, có thể cao hơn từ 2 đến 3 lần thu nhập trong nước cùng ngành nghề trình độ. Sau khi trừ các chi phí sinh hoạt, thu nhập tiết kiệm của lao động khoảng 8 đến 10 triệu đồng một tháng ở thị trường lao động giản đơn như Malaysia, Libya, từ 13 đến 15 triệu đồng một tháng ở thị trường có thu nhập trung bình như UAE, Đài Loan. Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, người lao động có thu nhập cao hơn từ 35 đến dưới 50 triệu đồng một tháng. Công việc của lao động tập trung chủ yếu vào một số ngành nghề như sản xuất chế tạo, may mặc, điện tử, giúp việc gia đình, hộ lý, xây dựng. Việc đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài không chỉ giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người lao động, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động, trình độ kỹ năng nghề sau khi về nước, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.